Bộ phim Lá phiếu tử hình cuối cùng cũng được phát sóng. Một nam thanh niên bị sát hại dã man, đúng lúc cảnh sát chĩa súng về phía hắn ta và bắn một phát súng để cảnh báo, ngăn chặn tội ác của kẻ giết người đang thực hiện. Người phụ nữ này tên là Chu Hun, cô hóa trang thành cô gái 18 tuổi và trực tiếp nhảy nhót trước máy quay. Cô cố ý tiết lộ vị trí của mình cho cảnh sát Mu Chan. Sau khi Mu Chan biết được thông tin, anh thông báo với các thành viên trong đội và thực hiện lệnh bắt giữ không được ban hành. Mu Chan một mình chạy đến đó. Ở bên này, bởi vì Chu Hun không chịu cởi quần áo trong một thời gian dài, kết quả là không có ai chịu thả quà. Điều này đã chọc tức người đàn ông. Ông ta lao vào phòng phát sóng trực tiếp để lột quần áo của Chu Hun. Tại thời điểm quan trọng này, Chu Hun lợi dụng sự hỗn loạn ở bên ngoài, truy tìm máy IP, sau đó giải cứu nhiều cô gái bị nhốt ở đây. Mu Chan hỏi Chu Hun có thấy tên cầm đầu ở đâu không? Cô nhớ có một tên ở trong phòng kia. Mu Chan vội vàng chạy vào trong. Chu Hun lấy chai rượu, hạ gục tên lưu manh. Cuộc hỗn loạn cũng kết thúc. Mu Chan chạy vào văn phòng, bí mật giấu một bức ảnh của một cô gái đằng sau chiếc ghế, còn để lại vài sợi tóc lên bàn. Có điều tất cả những điều này đều được Chu Hun quay lại. Thì đúng lúc này, tên cầm đầu lao ra, đẩy Chu Hun và bỏ trốn. Tuy nhiên chạy chưa được hai bước thì ông ta bị Mu Chan đá bay trở lại. Lúc này cảnh sát cũng đến để hỗ trợ. Sau khi Mu Chan chỉ huy đội dọn dẹp hiện trường, anh lấy điện thoại của Chu Hun và xóa đoạn video được quay bí mật vừa rồi. Trên thực tế, anh ấy ở trong đơn vị tội phạm lớn để ngụy tạo bằng chứng. Sở trường của anh là xem thường thủ tục, uy hiếp, bạo lực rồi ngụy tạo chứng cứ. Tuy nhiên Mu Chan cho biết là anh đã bắt được đám người kia và còn cứu được những người khác. Thực ra, Chu Hun thuộc đội điều tra mạng thuộc trụ sở. Dù sao thì lần này, hai người cũng không có ấn tượng tốt với nhau. Tên cầm đầu nghĩ rằng mình không làm gì sai cả, ngược lại anh ta đã tìm ra mấy cô em tài năng và chắp cánh cho ước mơ của họ, đáng lẽ phải được tuyên dương. Ngoài ra anh ta còn hiểu về luật, chỉ cần trả tiền phạt rồi bị đình chỉ kinh doanh tầm tháng. Anh ta còn bắt bẻ Mu Chan, không có lệnh mà ập đến phá banh nơi làm việc và đạp đổ miếng cơm của anh ta. Mu Chan để bức ảnh cô gái lên bàn. 3 tháng trước, người này còn là gà phát sóng được yêu thích của anh ta. Nói xong, anh phát video của cô gái cho anh ta xem. Hóa ra vào 4 ngày trước, cô gái được phát hiện đã chết trên núi ở Uzon, nơi cô ấy gọi cho gia đình lần cuối là văn phòng của anh ta. Ngoài ra còn tìm thấy ADN của cô gái đầy trong phòng anh ta. Tên cầm đầu kích động trượt miệng, Mu Chan nhắc nhở anh ta. Mại dâm, bắt cóc, giết người, vứt xác thì khoảng 15 năm tù. Giờ mà anh ta tự thú thì anh sẽ bớt cho tội mại dâm. Tên cầm đầu nghe những lời này, ngay lập tức bùng nổ cảm xúc. Mu Chan đã quen với điều này, anh ấy ra hiệu cho đồng nghiệp tắt màn hình. Thêm tội hành hung cảnh sát nữa nhé. Cuối cùng tên cầm đầu ngoan ngoãn thú nhận mọi tội ác đã gây ra. Ngày hôm sau, bản tin được phát sóng. Bởi vì tội phạm phát tán nội dung bóc lột tình dục trẻ em, dân chúng hiện đang biểu tình phản đối việc thả tự do Bae Ji-chun. Ngành tư pháp đang bị lên án mạnh mẽ vì đưa ra án phạt quá nhẹ cho Bae Ji-chun. Đoàn biểu tình yêu cầu tiếp tục giam giữ Bae Ji-chun. Công chúng đang vô cùng phẫn nộ vì hắn được thả tự do chỉ sau 1 năm 6 tháng tù, dù đã bán ra hơn 200.000 video. Tuy nhiên Bae Ji-chun cảm thấy mình đâu có gây nên tội tình gì, sao phải nhận bao thư từ rồi bình luận dọa giết. Lúc anh ta được thả tự do, người dân nhân cơ hội đánh đập anh ta. Lũ khốn nạn thảm hại, thằng chó, mày vừa nói gì, tao đã làm gì sai nào? Mày lại đây, nói gì hả? Cảnh sát lo bảo vệ tội phạm mà đánh cả người dân kìa. Nghe vậy, Mu Chan cố ý buông tay Bae Ji-chun. Mọi người điên cuồng chút giận lên anh ta. Thường thì những người như thế ở trong tù sẽ bị hành hạ cho đến chết, nhưng anh ta được cái ăn may, cũng nhờ giáo sư mà anh ta mới an toàn tính mạng, còn được hít thở không khí bên ngoài. Vậy vị giáo sư đó rốt cuộc là ai? Mu Chan nhặt cục đá nhỏ. Bae Ji-chun và thuộc hạ vội vã lên xe và bỏ chạy. Điều đầu tiên mà anh ta làm sau khi ra tù chính là làm bộ sưu tập về những trẻ con, toàn là những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bố mẹ lãng quên. Ngoài ra còn thu thập những đứa trẻ đã 1 năm rồi chẳng ai thèm tìm. Anh ta chọn những người đẹp nhất, sau đó bán ra kiếm lợi nhuận, bởi vì anh ta biết rằng cảnh sát Hàn Quốc rất thiếu tính sáng tạo. Thực ra Bae Ji-chun được thả tự do là vì anh ta đã lấy vợ trong tù, nhưng anh ta không thích cô vợ đó, ra lệnh cho người đàn ông lấy lại tiền và cho cô vợ lên thuyền hay tống ra đảo. Việc Bae Ji-chun được thả ra đã gây ra cuộc thảo luận trong cộng đồng. Ở nước khác ít nhất phải ngồi tù 20 năm hoặc tử hình. Nghị viên nghĩ rằng thái độ của anh ta dành cho tội phạm sẽ cho thấy được tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đó. Lý trí, lương tâm và các bà mẹ còn mạnh mẽ hơn cả luật pháp. Lúc phóng viên đề cập đến các trường hợp giảm án đã gây tranh cãi, các vụ giảm án cho tội phạm hiểm ác, nghị viên cảnh báo phóng viên nhìn về phía khán giả. Trên thực tế những gì nghị viên nói lúc nãy là vì để vận động cho cuộc bầu cử tổng thống, Chu Hun chặn TV, nhảy trước mặt em gái, không để em gái xem chương trình vừa rồi. Dù sao thì em gái cô đang là một học sinh trung học, nhưng mánh khóe này hoàn toàn vô dụng, vậy nên cô chủ động giúp em gái sửa máy tính. Lúc mở máy tính lên, hơn 20 lỗi không xác định, Chu Hun dùng đến bộ xử lý mã phân tích. Cô phát hiện máy tính bị nhiễm độc, giờ chẳng khác gì máy tính thây ma. Cô thể sẽ tìm ra tên khốn đã làm việc này. Đồng thời lúc này, Mu Chan tìm gặp vợ của Bae Ji-chun, bởi vì vẫn còn video và hình ảnh của các em nhỏ mà cảnh sát chưa tìm ra. Các nạn nhân mỗi ngày đều rất lo sợ rằng
Barry Chun sẽ lại bán chúng. Anh đề nghị lấy ổ cứng đó và ra làm trứng, rồi anh sẽ giúp cô ổn định tại Hàn Quốc. Thấy đối phương không trả lời, Bu-chan nắm lấy cánh tay của người phụ nữ. Nó đầy những vết bầm tím do bạo lực. Cô nghĩ hắn sẽ giữ lời hứa sao? Nếu cứ giữ im lặng thì cô sẽ thành đồng phạm. Thì đúng lúc này, có một chiếc ô tô đi đến. Hai người nhanh chóng tách ra. Người xuống xe là Barry Chun. Chỉ vì không thấy vợ chạy đến dìu mình, anh ta tức giận ném vợ xuống đất, sau đó đá vào người vợ hai lần và định lấy gậy đánh người. Bu-chan ở phía sau lắng nghe những gì anh ta nói. Anh đeo khẩu trang, nhặt một hòn đá và đập vỡ camera giám sát, lao về phía trước, đánh tên Barry Chun. Đêm nay, ở trong máy tính của em gái, Chu Hun phát hiện có một tệp video. Cô đã xem nó sau khi thành công giải mã. Người trong video đeo mặt nạ, âm thanh được xử lý rất đặc biệt. Hắn ta tuyên bố, có rất nhiều kẻ đáng phải chết. Luật pháp thì vô năng, những ác quỷ vô tội vẫn còn sống sờ sờ. Hắn chỉ muốn xé xác chúng và giết sạch. Sau khi xem nó, Chu Hun hít một hơi thật sâu. Ngày hôm sau, thầy giáo dạy kèm em gái của Chu Hun đăng nhập vào diễn đàn có tên là Loki, có một người gọi là người thi hành. Nghe theo lệnh của anh ta, mọi người ở tại đất nước Hàn Quốc, là dân văn phòng hay cảnh sát, ngay cả nghị viên đều nhận được một tin nhắn, bỏ phiếu tử hình Barry Chun. Đương nhiên Chu Hun cũng nhận được tin này. Cô bảo em gái và bạn học cùng lớp xóa tin đó đi, bởi vì cả nước đều nhận cùng một tin nhắn. Điều này quá lạ, nhưng em gái nghĩ rằng đó chỉ là một câu hỏi bình thường. Có phải cứ bỏ phiếu là hắn sẽ bị giết thật đâu. Loay hoay nói chuyện với chị gái, cô ấy vẫn chưa kịp bỏ phiếu. Đồng thời, việc tán thành bỏ phiếu tử hình đã là 25%. Chẳng mấy chốc, phiếu tán thành lên đến 84%. Barry Chun sau khi biết tin, vô cùng phấn khích. Có điều trong giây tiếp theo, anh ta đã bị trói. Người đàn ông đeo mặt nạ tiến lại gần anh ta từng bước và quay video. Rất nhanh Barry Chun đã chết trong đống tiền mặt, miệng cũng được nhét nhiều tiền. Bởi vì hiện trường vụ án quá sạch sẽ, không thu thập được dấu vân tay và dấu chân. Đây là khu tái phát triển, nên xe công trình qua lại rất nhiều, sẽ rất khó xác định xe. Mucha nghi ngờ có liên quan đến tin nhắn bỏ phiếu tối ngày hôm qua. Kẻ sát nhân tạo dựng hiện trường rất cẩn thận, vụ án không đơn giản như tưởng tượng. Đồng nghiệp đề nghị tra cứu trên máy tính. Ngay khi cảnh sát vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào, mọi công dân đều nhận được một video từ người đàn ông đeo mặt nạ. Anh ta thú nhận mình là người đã giết chết Barry Chun, sau đó tung ra bằng chứng cho những ai nghi ngờ lời hắn ta nói. Lý do hắn ta làm việc này rất đơn giản, bởi vì Barry Chun đáng phải chết. Bởi vì Barry Chun khai rằng đã kiếm được 400 triệu won từ 200.000 video tình dục trẻ em. Tuy nhiên sau khi giả soát khoản tiền điện tử của hắn, phát hiện doanh thu 2 tỷ won mà hắn đã giấu. Chỉ vì kẻ không bằng loài cầm thú này đã phải viết một bản kiểm điểm, và vì đã kết hôn nên chỉ phải ngồi tù chưa đến 2 năm và cũng không có sự ăn năn hối lỗi. Người đàn ông đeo mặt nạ chiếu video cuối cùng của Barry Chun. Anh ta nắm giữ nhiều video mà cảnh sát chưa tìm ra, còn có cả hệ thống thanh toán tân tiến. Nhưng được cười là sau khi bị bắt giữ, trang web của hắn ta bỗng nổi đình nổi đám, ngay cả luật sư của hắn cũng được săn đón. Người đàn ông đeo mặt nạ tuyên bố vào lúc 10 giờ tối ngày 15 và 30 mỗi tháng, người dân từ 18 tuổi trở lên sẽ có cơ hội tham gia bỏ phiếu tử hình. Đợt bỏ phiếu sẽ diễn ra trong một tiếng sau khi tin nhắn được gửi. Tội phạm sẽ bị tử hình. Chỉ khi số phiếu tán thành đạt hơn 50%, những kẻ được hưởng án phạt quá nhẹ so với những gì mình gây ra và tìm ra lỗ hổng pháp luật để thoát tội một cách lươn lẹo là những ác ma vô tội, và người có thể trừng phạt chúng chính là mọi người. Cuối cùng anh ta kêu gọi mọi người phải tự tay xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Đối với vấn đề này, người dân không còn tin tưởng cả cảnh sát lẫn công tố, chỉ trích bọn họ đã thả tự do cho kẻ đáng bị tử hình. Nếu bọn họ cứ lưỡng lự thì sẽ bị dư luận cấu xé, vậy nên bọn họ quyết định phải ứng phó ngay, dự định sẽ lập ban điều tra đặc biệt, và người gánh việc này là Bu-chan. Tuy nhiên Bu-chan cảm thấy anh cũng phải được lợi gì đó thì mới nhận việc này. Anh muốn vào đội điều tra trụ sở, có một vụ mà anh cần điều tra. Trong lúc chạy việc khắp cả nước, cảnh sát trưởng đồng ý với yêu cầu của anh ấy. Rất nhanh, ban điều tra đặc biệt đã được thiết lập. Tuy nhiên một trong số cảnh sát gia nhập, có người thì nhận hối lộ, có người thì sử dụng bạo lực. Dù sao thì những người có vấn đề trên toàn quốc đều rơi vào ban điều tra. Bu-chan phân tích vụ án, nguyên nhân Barry Chun tử vong là chết ngạt vì tiền giấy làm nghẽn khí quản. Vào khoảng hơn 10 giờ tối hôm đó, hắn đã rời một quán bar ở Gangnam lên taxi và biến mất. Đến 3 giờ sáng hôm sau thì bị phát hiện đã tử vong. Người cuối cùng hắn nói chuyện là cô vợ người Nga mà hắn cưới vào ngày trước khi tòa án tối cao ra phán quyết. Điểm đáng ngờ nhất là chiếc taxi đã chở hắn, khả năng cao tên đeo mặt nạ chính là thủ phạm. Tuy nhiên rất khó có thể xác minh chỉ qua đoạn video. Sau khi kết thúc buổi phân tích, Chu Hun tìm gặp Bu-chan. Cô nói rằng cô biết ai là người đứng sau hậu trường. Hóa ra Chu Hun đã làm một video thử nghiệm về người đàn ông đeo mặt nạ. Ngoài ra cô còn thấy một thứ nữa, đó là cụm từ những ác ma vô tội. Theo như Chu Hun nhớ, 8 năm về trước từng có một vụ án, bố của nạn nhân đã giết kẻ sát hại con gái mình khi hắn được thả, và người đảm nhận vụ đó chính là Bu-chan. Câu nói đó là lời khai cuối cùng của ông bố, những ác ma vô tội. Người bố đó, Hôn Sốc Chu, chính là thủ phạm. Man Chu ngay lập tức nhớ lại đêm trời mưa của nhiều năm về trước, sát nhân tàn bạo đó chính là Hôn Sốc Chu. Hai người bọn họ rất thân thiết. Tuy nhiên tại thời điểm này, Hôn Sốc Chu đang thụ án ở trong tù. Vậy rốt cuộc người đeo mặt nạ kia là ai?